Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý 999 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ 239 phương tiện, 461 bộ giấy tờ, tước 108 giấy phép lái xe, xử lý 7 trường hợp vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Các tổ công tác 141 phát hiện bắt giữ bàn giao 3 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền, tang vật thu giữ, 3 xe mô tô nghi tang vật, kiểm tra xử lý 61 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 14 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố tiếp nhận xử lý 37 tin liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, gồm tổng đài 113 tiếp nhận 31 tin liên quan đến an ninh trật tự, điều động 31 lượt phương tiện, 124 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết, phát hiện 1 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm hình sự, bàn giao cho đơn vị chức năng giải quyết theo quy định. Tổng đài 114 tiếp nhận 6 tin liên quan đến cháy, điều động 22 lượt phương tiện, 134 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.